Cô chào các em. Thì đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các em cách để chúng ta đổi tên khi chúng ta vào cái cuộc họp trong Google Meet nha. Bây giờ các em quan sát lên trên màn hình nè, nó có rất là nhiều cái trình duyệt và cái ứng dụng á. Chúng ta có thể chọn một trong cái ứng dụng hoặc trình duyệt đó nha. Ví dụ như cô chọn vô Google nè. Rồi sau khi cô mở lên, các bạn sẽ để ý cho cô nha, bên góc tay phải nè, cô sẽ có cái hình, nó nằm trong vòng tròn nè. Còn những bạn nào mà chưa có đổi hình á, thì là nó thường hiện lên cái chữ cái á, chữ tờ hoặc chữ cờ gì đó. Nói chung là chúng ta cứ để ý cái hình nằm trong cái vòng tròn này cho cô là được ha. Rồi thì tương tự bây giờ cô sẽ mở bên Meet xem như thế nào nha. Đây cô mở Meet lên. Và ngay góc bên phải cũng có cái hình của cô đã đăng nhập trong đó rồi. Thì bữa giờ chúng ta đã học Google Meet rồi thì chắc chắn các bạn đều có cái hình của mình nằm đây ha. Rồi các em sẽ nhấn vô cái hình đó và lúc này chúng ta chỉ để ý dưới cái tên của mình thôi. Nó sẽ có cái chữ là tài khoản Google, hoặc là các em thấy có chữ tài khoản thì chúng ta sẽ nhấn vô nha. Đó. Dưới cái tên của mình nè. Rồi thì sau khi nhấn vô cái chữ tài khoản đó xong thì trên điện thoại của mình nè, nó sẽ hiện lên cái giao diện như thế này ha. Chúng ta sẽ nhìn kế bên chữ trang chủ có chữ thông tin cá nhân. Các em sẽ nhấn vô chữ thông tin cá nhân này nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầm là chúng ta kéo lên thì chúng ta sẽ thấy cái tên của cô hiện tại đó là Anh Thư Nguyễn. Thì trong Google các em cần phải gõ cái tên là cái họ và cái họ là cái tên á, thì đến lúc lên Google Meet á, nó sẽ đúng cái họ và tên của mình theo cách đọc ha. Rồi bây giờ chúng ta nhấn vào cái mũi tên đằng sau cái tên của mình nha. Đây mũi tên này các em nhấn vô. Rồi khi ra hai cái bảng như thế này chúng ta sẽ gõ họ và tên của mình vô đây. Nhớ nha các em, cái họ là chúng ta gõ thành cái tên và cái tên là chúng ta gõ thành cái họ nè. Rồi ví dụ như là cô muốn gõ tên là Lương Phúc Trà thì cái họ của cô sẽ là cái tên nè, Phúc Trà ha. Rồi còn cái tên á sẽ là họ Lương. Đây cô gõ chữ Lương. Các em gõ chữ Hoa nha, nhìn cho nó dễ cái tên của mình nha các em. Rồi gõ xong chúng ta sẽ kéo xuống dưới nè, chúng ta nhìn thấy chữ Lưu ha. Nhấn vô chữ Lưu này. Thì như vậy là chúng ta đã đổi xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ vô lại xem là chúng ta đã đổi tên được chưa nha. Là các em sẽ nhấn lại cái hình của mình ở trên đây nè. Đó. Thì bây giờ các em thấy là cô đã đổi được cái tên của mình rồi nè. Lương Phúc Trà. Thì đây chính là cách đổi tên trên điện thoại nha. Hy vọng qua cái cách hướng dẫn này thì các em sẽ đổi được tên của mình. Cô chào các em.